Xin chào các bác, các anh em đã quay trở lại với Quang Huy Audio. Video này gửi đến các bác anh em một cặp loa Pioneer CS701. Và cặp loa này sản xuất vào những năm 1973 các bác anh em nhé. Còn phần e-căng của nó là e-căng lưới mắt cáo của bản thân em nhé. Vâng, rất đẹp. Vâng, cặp loa này sử dụng 3 loa trên một thân thùng. Cặp loa này sử dụng một bát 30. Màng là màng xanh quân đội các bác anh em nhé. Và một mít giấy họng kèn và một chép kèn. Chất âm con này thì nói chung là mềm mại, không kén âm ly. Nó con này có chiều cao là 64 và ngang là 40 và hậu sâu của nó là 30 các bác anh em nhé. Cả cặp này là của nó rơi cỡ khoảng 40 cân các bác anh em ạ. Còn trở kháng cặp loa là 8 ohm và độ nhạy của nó là 93 decibel. Vâng, rất cổ kính. Thùng góc cạnh còn đẹp. Vâng, theo thời gian các bác các em nhé. Một cặp loa này em giao lưu đến các bác các anh em là 13.500.000 đồng. Vâng, một cặp loa cổ. Mời các bác anh em đeo tai nghe để thưởng thức chất âm của cặp loa. Việt Nam mến yêu, ôi tiếng chim muông gọi đàn, mẹ Việt Nam ơi con xin dâng xin hiến trọn cả đời. Trời làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt nằm nghe tiếng hát đu đưa. Vâng, rất hay cho một cặp loa cổ. Vâng, Pioneer CS701. Vâng, đằng sau cầu loa của nó là có hai xeo tinh chỉnh cho độ sắc nét của bản nhạc các bác các anh em nhé. Vâng, chỉ với 13.500.000 đồng các bác các anh em đã có thể sở hữu ngay một cặp loa cổ đến từ thương hiệu Pioneer về để nghe hay bày đẹp các bác anh ạ. Vâng, đủ tiêu chí nghe hay bày đẹp cho các bác anh em. Và các bác anh em xem video thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để được nhận được những video mới nhất của bên em. Cảm ơn các bác anh em đã theo dõi. Xin chào và chào tạm biệt.